Xin chào bác, em lên sóng con máy lọc khí ra kim đồng hồ vuông. Cái mẫu này lâu lâu không lên sóng, hôm nay có một con vừa dọn xong lên phục vụ các bác nha. Gọi là cái mẫu lạnh siêu lạnh bền quốc dân, giá hợp lý. Chiếc này thì em vẫn bán 2 triệu 3 như thường lệ, dùng cho phòng khoảng 50-55 mét vuông trở lại. Máy thì em đã đấu biến áp điện 220V rồi, dùng cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn ạ. Tất cả các chức năng thì đã test chạy ok ngon lành hết các bác nhé. Đây, tất cả đều ok hết, dimmer khử khuẩn báo phần trăm độ ẩm các thứ, cảm biến đang có bụi mùi các bạn ơi, đang báo đỏ nhé. Màng HEPA thay mới tinh các bạn này, hai cầu lọc tĩnh điện hai bên còn rất mới, thanh dimmer khử khuẩn. Đây là cái mẫu mà giá cực hợp lý mà các bác sở hữu hai cầu lọc tĩnh điện, nó sẽ siêu bắt bụi vào đây và tiêu diệt nấm mốc vi khuẩn. Sau đó được lọc qua cái bụi mịn qua cái màng HEPA này, ở trong là màng than nó không mốc ra nữa. Mẫu này nói chung là bán rất là nhiều rồi, bác nào đã từng dùng nó biết nó cực lành bền, nói chung chả có gì để hỏng cả. Cái cửa này nó là cửa cơ các bạn này, chả có cái motor gì, chả có gì để mà sau này hỏng. Đấy, cũng không dâng nước gì như Pana. Bình nước rất là to, nước lâu hết. Màng tàu ẩm zin còn rất mới. Cái dòng máy mà bán gần như chả bao giờ phải bảo hành cái gì các bạn. Nó quá bền. Series máy là 3860 ạ. MCK70NKS 75W. Con này vỏ nguyên bản còn khá là đẹp. Đấy. Giá 2 triệu 3 bảo hành 1 năm các bác nhá, chưa phí vận chuyển. Các bác có nhu cầu các bác alo ạ. Chào các bác.